Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bến Lức đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Tân Thạnh tổng kết sản xuất nông nghiệp. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Hiện nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quyền Bến Lức tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn quyền ghi nhận 106 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Dịch xảy ra trên diện rộng, các xã thị trấn đều có ca mắc, trong đó trọng điểm là thị trấn Bến Lức và xã An Thạnh. Trước tình hình sốt xuất huyết gia tăng, ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết quyền đã đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết, yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm các địa phương quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch, tập trung hướng dẫn từng hộ dân các phương pháp diệt bọ gậy lăng quăng, phòng chống mũi đốt, giới khẩu hiệu không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, không có lăng quăng, không có virus Zika. Bác sĩ Phạm Đông Xuân, trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Bến Lức khuyến cáo. Bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra rất quanh năm, tuy nhiên trong thời điểm này lượng bệnh cũng đến phòng khám cũng khá đông. Bệnh đa số trường hợp dễ phát hiện, tuy nhiên có một số trường hợp là bệnh không điển hình có những dấu hiệu nghi ngờ khuyên các bà mẹ nên đưa đến phòng khám để khám phát hiện bệnh điều trị kịp thời một vài cái yếu tố phòng ngừa thứ nhất là chúng ta phải giữ vệ sinh cho trẻ thứ hai là ăn chín uống sôi cái thứ ba nữa là trẻ bệnh nên tránh tiếp xúc đối với những trẻ xung quanh từ thời gian 10 đến 14 ngày ở bên nước, ngành chức năng nhận định khả năng xuất hiện bệnh do virus Zika lại có thể xảy ra do quyện đang lưu hành loại mũi gây nên dịch sốt xuất huyết, cộng thêm sự đi lại giao lưu của người dân với các vùng có dịch. Do đó, Trung tâm Y tế quyện khuyến cáo người dân khi có sốt nên đến trạm y tế địa phương để khám phát hiện và điều trị bệnh kịp thời, nhất là đối với sốt xuất huyết và Zika. Trên địa bàn thị xã Kiến Tường hiện có hơn 460 con trâu, hơn 6.000 con bò, gần 6.000 con heo và gần 74.500 con da cầm. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên vừa hạn chế được thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, vừa góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm, toàn thị xã có sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt hơn 36 tấn, tăng 8,9%; sản lượng thịt bò xuất chuồng đạt trên 216 tấn, tăng trên 77%; và sản lượng heo hơi xuất chuồng đạt gần 690 tấn, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật đều được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, hình thức chăn nuôi trên địa bàn thị xã Kiến Tường chủ yếu là nhỏ, phân tán nên nguy cơ phát sinh dịch bệnh tương đối cao, nhất là thời điểm giao mùa và trong những tháng cuối năm, người chăn nuôi thường tăng số lượng gia súc gia cầm để phục vụ Tết Nguyên đáng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường chỉ đạo ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động chăm sóc phòng bệnh cho đàn vật nuôi, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định. Hội phụ nữ trên địa bàn quyền Cần Duộc đã tập trung vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế thông qua các mô hình câu lạc bộ, tổ nhóm liên kết sản xuất giúp nhau làm kinh tế. Đến nay, hội quản lý 94 tỷ đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm và vốn quỹ thác từ ngân hàng chính sách xã hội với 6.363 hội viên phụ nữ vay vốn. Ngoài ra, hội còn duy trì phát triển và thành lập mới 559 tổ tiết kiệm tín dụng với 14.987 thành viên. Thông qua đó tạo điều kiện cho nhiều chị em phụ nữ có nguồn vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. Cùng với đó, hội phối hợp thực hiện tốt công tác vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời tổ chức các lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đó áp dụng vào sản xuất. Với các mô hình làm ăn có hiệu quả như mô hình trồng rau màu qua phong lan, nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, tổ dần đổi công, tổ may gia công, góp phần tăng thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình cho nhiều chị em hội viên phụ nữ. Có thể nói, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế không chỉ tạo điều kiện để các hội viên có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân quyền Đức Hòa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình chăn nuôi, tiêu thụ sữa bò tươi và định hướng phát triển đàn bò sữa. Tổng đàn bò sữa quyền Đức Hòa là khoảng 8.800 con, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Phú, Đức Lạp Thượng, Đức Lạp Hạ và thị trấn Hồng Nghĩa với trên 870 hộ chăn nuôi. Năng suất bình quân từ 4.500 kg đến 5.000 kg sữa tươi một chu kỳ, Quy mô đàn bò sữa chủ yếu dao động từ 8 đến 10 con một hộ. Số con cho sữa chiếm 50 đến 52% tổng đàn và những định mức quy định về chất lượng sữa tươi ngày càng nâng cao hơn. Giá sữa bò tươi chỉ đạt 9.500 đến 12.500 đồng một ký sữa tươi. Tuy nhiên, vào đầu tháng 12 năm 2014, công ty cổ phần Vinamilk, công ty Brisland Camina Việt Nam đều đưa ra kế hoạch thu mua sữa bò tươi từ nông hộ với những định mức về chất lượng. Số lượng sữa bò tươi một ngày một hộ bước đầu gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý cho người chăn nuôi trong việc tiêu thụ sữa bò tươi. Hiện nay, toàn quyện còn khoảng 100 hộ chưa ký được hợp đồng tiêu thụ sữa bò tươi với các công ty. Lượng sữa tươi đó được bán theo hình thức gửi ghé cho những hộ đã có hợp đồng, hoặc bán sữa cho bê uống với giá chỉ từ 10.000 đồng một ký, hoặc mua lại số hợp đồng từ các hộ đã giải thể đàn bò đã làm cho các hộ chăn nuôi không an tâm đầu tư và đặc biệt phong trào nuôi bò sữa có xu hướng giảm. Tại buổi làm gì, đại diện công ty cổ phần sữa Vinamilk cho biết tiêu chí của công ty là mong muốn sữa tươi với giá thành cạnh tranh, nhưng phải đảm bảo các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng. Báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp huyện Tân Thành cho thấy, mặc dù có những khó khăn, nhưng huyện Tân Thành vẫn đảm bảo thực hiện đạt và dược chỉ tiêu cả về diện tích năng suất và sản lượng lúa. Tổng diện tích sản xuất lúa cả năm 84.538 ha, năng suất trung bình hơn 58 tạ 1 ha, sản lượng hơn 494.000 tấn. Trong khi đó, diện tích tràm giảm còn khoảng 1.859 ha. Quyện đã xây dựng được 25 cánh đồng lớn với diện tích hơn 2.268 ha và duy trì hoạt động có hiệu quả 13 tổ sản xuất lúa với diện tích hơn 134 ha, đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu giống của địa phương. Ngoài ra, huyện còn duy trì hơn 1.000 hecta trồng sen, khoai mỡ, dưa hấu và một số rau màu khác. Công tác chăn nuôi có tăng số lượng hơn so với cùng kỳ, trong đó tổng số đàn bò và dê tăng mạnh nhưng chủ yếu nuôi theo hộ gia đình và tình hình nuôi thủy sản phát triển ổn định và đa dạng như cá tra, ba sa, điêu hồng, rô phi, cá lóc, cá trê, ếch, nương, rắn. Nhưng các hộ nuôi chủ yếu tự phát chưa có sự liên kết sản xuất nên hiệu quả không cao. Diện tích nuôi trồng toàn quyện khoảng 292 hectare, ước sản lượng hơn 2.000 tấn, Công tác chuyển đổi cây con giống tuy có quan tâm nhưng việc triển khai còn chậm, đang triển khai được mô hình nuôi lương không bùng, bước đầu có khả quan. Toàn quyện có 216 tổ hợp tác nhưng chủ yếu hoạt động theo mùa vụ và năm hợp tác xã hoạt động ở mức độ trung bình yếu nên quyện đang tập trung thực hiện các giải pháp để củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong thời gian qua, thực hiện chương trình chỉnh trang thị trấn đã đạt được nhiều kết quả góp phần làm thay đổi diện mạo của thị trấn như công viên bờ kè kênh 28, công viên bào sậy, đường Nguyễn An Ninh, đường nội ô đê bao thị trấn, hệ thống cây xanh trên các trục đường chính. Trong thời gian qua, quyện đã thực hiện trên 160 dự án với tổng mức đầu tư trên 155 tỷ đồng thông qua nguồn vốn này trong thời gian qua. Quyền Chính Hưng luôn chú trọng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đến nay đã có 100% tuyến đường có hệ thống chiếu sáng, 90% tuyến đường có cây xanh, chỉ hè, biển, tên đường và được nhựa quá và bê tông quá. Qua đây, từng bước tạo sự thông thoáng đường phố, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn và góp phần làm cho bộ mặt thị trấn ngày càng khang trang đổi mới theo đúng lộ trình kế hoạch chỉnh trang đã đề ra nhằm tăng cường các hoạt động đồng hành cùng học sinh sinh viên trong học tập, tạo điều kiện cho các em có cơ hội rèn luyện phát triển nghề nghiệp. Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ năm 2016 tại trường cao đẳng Nghệ Long An, tọa lạc tại phường 5, thành phố Tân An. Chương trình dành cho các em học sinh sinh viên thuộc các trường trung cấp cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao học bổng cho 36 học sinh sinh viên, mỗi phần học bổng 800.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí cho chương trình thắp sáng ước mơ là 28 triệu 800 ngàn đồng do Quỹ Khuyến học tỉnh và Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tài trợ. Chi cục thi hành án quyền Tân Trụ phối hợp với Diện Kiểm sát Nhân dân, Công an quyền và Ủy ban Nhân dân xã Lạc Tấn tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Hành, cư ngụ ấp 5 xã Lạc Tấn, theo bản án số 63 ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và quyết định số 409 ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Chi cục thi hành án quyền Tân Trụ buộc bà Phạm Thị Hoàng Oanh và ông Phạm Văn Hành liên đới hoàn trả cho bà Phùng Thị Đường 250 triệu đồng. Do đến thời hạn mà ông Hành không thi hành án, nên Chi cục thi hành án quyền Tân Trụ tiến hành cây biên xử lý tài sản của ông Hành để trả cho bà Đường gồm một thửa đất giường có diện tích 1.394,6 m2, tòa lạc tại ấp 5 xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Qua đấu giá, ông Trần văn Quang, ngụ phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã trúng đấu giá tài sản của ông Hành với giá, giá 300 triệu 960 000 đồng. Sau khi hoàn thành các thủ tục đấu giá, chi cục thi hành án quyền Tân Trụ thông báo cho ông Hành giao tài sản trên cho người trúng đấu giá, nhưng ông Hành không ký nhận thông báo trên và bất hợp tác với chi cục thi hành án mặc dù đã được tuyên truyền giải thích, nhưng phía ông Hành vẫn không chuyển giao quyền sử dụng đất theo quyết định của tòa án nhân dân tỉnh Long An, nên chi cục thi hành án quyền phải tổ chức cưỡng chế để thi hành. Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và sự đồng tình của nhân dân, việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Tại xã Diễn Công, trạm bảo vệ thực vật huyện Châu Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long. Quyện Châu Thành đã tổ chức thực hiện hai mô hình quản lý tổng hợp bệnh đốm nâu trên cây thanh long tại ấp 1, xã Quà Phú với diện tích 3.500 m2 trên vườn thanh long ruột đỏ 2 năm tuổi của ông Phan Công Oanh. Mô hình thứ hai được thực hiện trên diện tích 3.000 m2 thanh long ruột đỏ 3 năm tuổi của ông Võ Giang Đỏ. Trong thời gian thực hiện mô hình đến nay, hai mô hình áp dụng đúng quy trình quản lý phòng bệnh đốm nâu nên tỷ lệ bệnh trên cành chiếm từ 1 đến 7% và bệnh trên trái chiếm 5%. Tại buổi hội thảo, nông dân đã đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình quản lý tổng hợp phòng bệnh đốm nâu. Qua hai mô hình này, thời gian tới quyện sẽ nhân rộng thực hiện cánh đồng quản lý tổng hợp phòng bệnh đốm nâu để tất cả nông dân cùng tham gia. qua đó nâng cao kiến thức của nông dân trồng thanh long về phòng trị bệnh đốm nâu theo hướng an toàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Đức Huệ tổ chức lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 29 cá nhân vì đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Đây là những vị luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và phong trào của Mặt trận trên địa bàn quyền, có thời gian đóng góp cho công tác Mặt trận từ 10 đến 15 năm. Có thể thấy nhiều năm qua, khối đại đoàn kết dân tộc của quyền Đức Huệ luôn được giữ vững. Đối tượng tập hợp được mở rộng thông qua các phong trào do mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó xuất hiện thêm nhiều mô hình mới, nhân tố mới làm cho hoạt động của mặt trận tổ quốc các cấp trong quyền từng bước phát huy được hiệu quả. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Là đơn vị quản lý việc sử dụng xe công, Bộ Tài chính vừa tiên phong áp dụng chế độ khoán cho xe các thứ trưởng và cấp tổng cục trưởng. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định mới về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công cho lãnh đạo bộ. Theo đó, đối với các thứ trưởng và tổng cục trưởng, kinh phí hàng tháng để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc được tính theo số km khoán và đơn giá theo các hãng taxi 4 chỗ phổ biến trên thị trường. Mỗi cá nhân được khoán kinh phí cho hai lượt đi và về trong ngày làm việc. Là đơn vị quản lý lĩnh vực này, động thái của Bộ Tài chính được xem như làm gương trong việc khoán xe công. Đơn vị này cũng cho biết hiện cả nước vẫn còn khoảng 7.000 xe công dư thừa. Tháng 12 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, khi mua thịt heo ở một số chợ và 4 siêu thị, người dân có thể tra nguồn gốc thịt thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh. 4 siêu thị nói trên gồm Coopmart, Sarah Foods, Tăng và Sherry Food. Đây là chương trình thí điểm kéo dài 2 tháng thuộc đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến chiều 22 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm việc với Sở Công thương thành phố về những đề xuất mới khi triển khai đề án quản lý heo sạch này. Các tiểu thương, ban quản lý chợ, trang trại sẽ được huấn luyện cách lưu giữ thông tin và sử dụng tem truy xuất Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang phải đối mặt với nghi vấn về tính minh bạch trong việc sử dụng quỹ từ thiện mang tên ông. Báo Washington Post mới đây đã cáo buộc tỷ phú bất động sản này đã dùng tiền quỹ để trả các khoản dàn xếp pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh cá nhân. Theo tờ Washington Post, số tiền quỹ mà ông Donald Trump sử dụng với mục đích cá nhân lên tới 285.000 đô la Mỹ. Báo này cũng phát hiện mặc dù ông Trùm bất động sản sáng lập, song phần lớn khoản tiền trong quỹ là của các nhà hảo tâm và ông Trump không hề có khoản đóng góp nào kể từ năm 2009. Các đại biểu tham gia hội nghị cấp cao về khủng hoảng người tị nạn toàn cầu đã thống nhất đặt ra ba mục tiêu các mục tiêu cụ thể gồm thuyết phục cộng đồng quốc tế tăng tài trợ cho các hoạt động nhân đạo từ 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015 lên 14,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016, tăng gấp đôi số trường hợp được tái định cư và tìm kiếm những con đường hợp pháp mới để tiếp nhận người tị nạn, tăng thêm 1 triệu người tị nạn được đến trường cũng như kiếm được việc làm ổn định. Giờ rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.